Tiếng Kem Vlog xin kính chào tất cả các bạn. Tiếng Kem Vlog chuyên gia thiết kế thi công kiến trúc nội thất nha. Luôn các bạn nha, hôm nay mình tới quán cà phê Akara của Quảng Ngãi này các bạn. Và mình sẽ review xem là trong quán này có những gì đặc biệt nha các bạn. Tại vì mình đi Quảng Ngãi thì mình cũng ghé vô quán này, mình uống xem thử quán có gì đặc biệt nha các bạn. Tại vì mình đi nhìn thấy quán rất đẹp luôn các bạn ơi. Mình để mình ghé vô review xem nha. Mời các bạn đi cùng với mình nha. Đây là mặt tiền quán Akara nha các bạn. Đó, mặt tiền này thì được làm bởi toàn bộ bằng sắt nha các bạn. Cái khung màu vàng mà các bạn đang thấy là sắt hộp 60 và 120 nha các bạn. Còn cổng vào Akara này là sắt tấm này và đã được đặt nhà máy uống nha các bạn. Đó, màu tông màu chủ đạo của quán là màu vàng này. Làm nhìn rất là đẹp luôn ha, vàng cánh nha các bạn. Đó, một quán rất là lộng lẫy của thành phố Quảng Ngãi. Mình thì đi ngang vô tình rồi, trước thì mình lên thì quán chưa hoàn thiện nha các bạn, thì bây giờ thì quán đã ok rồi. Mình đã vô và thưởng thức được những ly của nó rồi. Đó, bây giờ thì cửa sẽ mình sẽ đi vào. Hôm nay thì chị thì đang order nước đây các bạn. Khung quầy phải chế thì toàn bộ được làm bằng inox 34 nha các bạn. Không gian quán thì là một không gian mới rất là thoáng đãng luôn. Và quán cũng vừa mới khai trương xong luôn. Những cái chậu hoa lan này là khách này. Đó là bạn đồng hành của mình nha các bạn. Sếp trị Khang Việt RC. Hôm nay thì hai đứa mình uống. Mình uống AK vái bạc hà, còn trị uống gì đây? Chị uống trà đào xoài nha các bạn. Đó, đây là một chậu lan rất là đẹp luôn. Mình sẽ ít hai ra cho các bạn xem nha. Sau đó thì mình sẽ đi review một chút tổng quan về tổng thể của quán. Đó, bây giờ mình sẽ đi. Đây là quầy này. Khu quầy thì có một chậu phong lan rất là đẹp nha các bạn. Và điểm đặc biệt của công trình này đó là chiếc cầu thang này nha các bạn. Cầu thang này là cầu thang xoắn này. Bạn thấy không? Toàn bộ là bằng sắt hết nha các bạn. Sắt thép hết. Và người ta sẽ sơn giá gỗ lên. Và sơn màu vàng. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Vì khi hôm trước mình vô mình đi khảo sát công trình trong này thì cái quán này là mới có khung thôi. Nên là mình biết cái này tất cả là bằng sắt nha các bạn. Còn bây giờ thì mình vô lần thứ hai. Mình khảo sát nhà hàng thì quán đã hoàn thiện và đi vào sử dụng rồi các bạn. Không gian view rất là thoáng đãng luôn. Khu này là khu gọi là khu nhà giàu của thành phố Quảng Ngãi đó các bạn. Hệ bàn được kết bố trí liên hoàn nha các bạn. Đó. Đây, điểm đặc biệt nhất là cầu thang này các bạn. Rất là đẹp. Sao cũng đẹp hết các bạn ơi. Việc làm cầu thang xoắn này rất là khó nha các bạn. Đòi hỏi tay nghề người thợ rất là cao. Và mình cũng tính toán được cái phần bo cua của cầu thang này. Mình sẽ chạy sơ cho các bạn xem một phòng về cách bố trí setup của này nha. Và các bạn cùng theo chân mình nào. Đi thôi. Cảm ơn mọi người đã đón xem video. Mọi người thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha.